Được thành lập từ năm 2008, Viện Khoa học Sự sống, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã và đang khẳng định vị thế của một viện nghiên cứu hàng đầu, có nhiều đóng góp trong công tác nghiên cứu, chuyển giao khoa học kỹ thuật, góp phần quan trọng vào phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên, của khu vực Trung Du miền núi phía Bắc và trên cả nước. Đặc biệt, các cán bộ, nhà khoa học đầy tâm huyết của viện đã nghiên cứu và sản xuất thành công giống nấm dược liệu đông trùng hạ thảo. Nấm đông trùng hạ thảo Cordy Happy được nuôi trồng hoàn toàn từ các nguyên liệu tự nhiên như gạo lứt, nhộng tầm, bồ đậu tương và chủng giống chất lượng cao nhập khẩu từ nước ngoài. Trong quy trình sản xuất nấm, hoàn toàn không sử dụng hóa chất. Để có một sản phẩm đảm bảo các tiêu chí về chất lượng, nhóm nghiên cứu đông trùng hạ thảo Cordy Happy đã đầu tư nhà xưởng đồng bộ, thiết bị hiện đại, dưới sự giám sát của các chuyên gia nhiều kinh nghiệm. Các sản phẩm đông trùng hạ thảo Cordy Happy đều đáp ứng các tiêu chí nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh thực phẩm của Bộ Y tế, của Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam và đã được trao tặng huy chương vàng sản phẩm vì sức khỏe cộng đồng. Từ xa xưa, đông trùng hạ thảo đã được coi là một vị thuốc quý, tác dụng tích cực đối với các bệnh rối loạn tình dục, thận hư, ho hen. Một số nghiên cứu hiện đại cho thấy nấm đông trùng hạ thảo có giá trị dinh dưỡng cao, tác dụng chính là tăng cường sức khỏe, cải thiện chức năng thận, nâng cao hệ miễn dịch, kháng khuẩn, kháng virus, hỗ trợ điều trị ung thư, hạn chế các bệnh tuổi già. Và các tác dụng đặc trị đối với bệnh viêm tuyến tiền liệt, bệnh tiểu đường. Bản thân tôi thì cũng đã dùng mấy năm nay và nhiều bệnh nhân trong bệnh viện chúng tôi đã sử dụng thì đều được phản ánh là cái tác dụng rất là rõ rệt, rất là tốt đối với cái việc nâng cao sức khỏe chung cũng như các cái bệnh của như chúng tôi vừa nói như là tiểu đường, tăng huyết áp, rồi tim mạch và đặc biệt là bệnh nhân ung thư. Đấy thì đấy là những cái hiệu quả rất là rõ, vì như bản thân tôi năm nay là 70 tuổi rồi nhưng mà không phải là hoàn toàn là do cái này, nhưng mà có thể là cũng có tác dụng thêm, cho nên là vẫn có thể đứng mổ 5-6 tiếng. Tôi biết đến đông trùng hạ thảo cách đây 4 năm. Lần đầu tiên là tôi tìm sản phẩm để cho mẹ tôi uống. Lúc đấy mẹ tôi hay ho và mất ngủ triền miên. Sau khi tôi lấy sản phẩm cho mẹ tôi uống thì mẹ tôi đã thấy ngủ ngon hơn, ho giảm hẳn và tôi thấy tác dụng rất là tốt. Đấy là tôi lấy về cho cả nhà, từ bố tôi đến bản thân tôi và cả chồng tôi là dùng sản phẩm đông trùng hạ thảo. Đông trùng hạ thảo thì tôi biết rất là lâu rồi. Từ khi mà có lẽ học ngành y thì những cái gì về đông trùng hạ thảo, về tác dụng của nó như thế nào, tốt cho sức khỏe như thế nào thì mình nắm rất là rõ. Thế tuy nhiên trong những cái năm trước kia ấy, thì cái giá thành của cái đông trùng hạ thảo tự nhiên nó khá là đắt mà hầu như là không có mà cũng mua được. Nhưng trong những năm gần đây thì các viện nghiên cứu để sản xuất ra cái đông trùng hạ thảo mà mình có thể sản xuất được ấy, thì lúc đó tôi đã dùng và tôi dùng khá nhiều năm rồi. Thì tôi thấy là nó cũng rất là tốt cho sức khỏe. Đặc biệt là không những tôi mà anh em trong gia đình cũng thường xuyên sử dụng sản phẩm này. Tôi thấy là cái đông trùng hạ thảo này dùng ấy, cái cơ thể của mình nó đỡ bị những cái bệnh vặt, tức là những cái bệnh ho rồi những cái bệnh cả cúm các thứ lại ít khi là bị, thì cũng có thể đó là một trong những cái mà nó tăng cường cái sức đề kháng của mình lên để mình có thể là chống đỡ được một số những cái bệnh tật, những cái virus mà mình có thể là có thể mắc phải hoặc là có thể là trong cái môi trường mình dễ bị mắc. Với sự vượt trội bởi được xây dựng trên nền tảng làm chủ công nghệ nuôi trồng, nhóm nghiên cứu đã công bố trên thị trường hơn 10 dòng sản phẩm khác nhau từ đông trùng hạ thảo ở các dạng khô, tươi, viên nang, mật ong và trà túi lọc, rất thuận tiện cho người sử dụng. Trong đó, sản phẩm trà tan đông trùng hạ thảo đã đạt giải nhất cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên và tham dự chung kết cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp của Đại học Thái Nguyên năm 2018. Với giá cả phù hợp và chất lượng đảm bảo, đông trùng hạ thảo Cordy Happy hiện được nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh tin dùng để bồi bổ và tăng cường sức khỏe.